Sau khi tiêu diệt một tiền tồn giả, Thạch Hạo lập tức vung chiêu tấn công những tên còn lại. Mỗi một lần vùng trường thương là một lần tiêu diệt mấy chục người. Tốc độ cùng hành động vô cùng nhanh nhẹn, bọn chúng cơ hồ còn chưa kịp phản kháng thì đã bị đánh về đất mẹ. Thạch Hạo tiếp tục ngưng tụ chiêu thức, tạo ra một quả cầu trên bầu trời. Quả cầu phóng ra sức mạnh đánh tiêu diệt đám người còn sống sót. Rất nhanh chóng đã tiêu diệt xong những đám người đang bao vây. Thạch Hạo ra lệnh cho quân đội đi theo linh thần đến báo thù bốn đại thế lực là Bắc Hải, Ngưng Kim Môn, Bồ Thiền Giáo và Bất Lão Sơn. Những kẻ xâm phạm Thạch Quốc hôm nay phải nhổ cỏ tận gốc. Rất nhanh, bọn họ cũng lên phi thuyền rời đi. Trải qua trận chiến ngắn ngủi vừa rồi, mọi người càng thêm kinh ngạc. Sau khi cậu trở về, thực lực lại càng thâm sâu không lường được. Nơi bọn họ đi tới là Bắc Hải. Đám người Bắc Hải biết Thạch Quốc đang kéo quân đánh tới tận cửa nên lập tức ra ngoài chặn đường. Vậy nhưng ra ngoài thì cũng chỉ làm màu làm me mà thôi. Còn chưa kịp làm gì thì đã bị tiêu diệt. Nơi tiếp theo đi tới là Ngưng Kim Môn. Bên ngoài tông môn này có một trận pháp phòng ngự. Vậy nhưng sau nhiều lần công kích thì cái mai rùa cũng bị phá vỡ. Đệ tử Ngưng Kim Môn và đệ tử Thạch Quốc lao vào nhau quần chiến kịch liệt. Chẳng mấy chốc, bọn chúng cũng bị tiêu diệt. Tiếp theo là Bổ Thiền Giáo, rồi đến Bất Lão Sơn. Bất Lão Sơn vốn cũng có huyết thống với Thạch Hạo, vậy nhưng bọn chúng lại cấu kết với người ngoài. Thừa nước đục thả câu, hôm nay phải để bọn chúng chịu hậu quả. Binh lính nghe lệnh lập tức lao xuống tấn công. Cứ như vậy, các đại thế lực từng làm mưa làm gió nhanh chóng bị tiêu diệt chỉ trong một thời gian ngắn. Thạch Quốc đã không còn nguy hiểm, Thạch Hạo cũng yên tâm rời đi, đi tìm phụ mẫu của mình. Cậu chào tạm biệt mọi người trong Thạch Thôn, đồng thời nhờ Phà Mao Cầu và Tiểu Hồng tìm kiếm tên rùa đen bỏ trốn. Đợi sau khi tìm được cách yên ổn hai giới, cậu sẽ trở về thăm bọn họ. Thạch Hạo đi từng nơi hỏi thăm đường lên thượng giới. Đi tới là Hai Thần Đảo, nghe nói nơi đây có thông thiên cổ lộ nên đặc biệt tới mượn đường đi tới thượng giới. Bọn chúng cho biết con đường thông thiên của hải tộc đã đứt. Cậu tiếp tục đi tới nơi khác thăm dò. Vậy nhưng, qua ba địa điểm rồi vẫn không tìm thấy con đường thông thiên. Pháp trận ở những nơi được ghi lại đều đã tổn hại. Vậy nhưng nếu thông qua pháp trận của các cô giáo lớn để lên thượng giới thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Cậu tìm tới Thiên Thần Sơn. Mấy năm trước, đám người Vân Hy cũng nhờ vào trận pháp cô ở nơi này để lên thượng giới. Vậy nhưng, trận pháp đã cạn sạch linh khí, không thể dùng được nữa. Chỉ còn một chỗ cuối cùng trong ghi chép là chiến trường bách tộc theo lời đồn. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm thì có thể đi tới thượng giới. Lúc này tại chiến trường bách tộc, vô số người từ nhiều thế lực đang đánh nhau, có vẻ như bọn họ đang tiến hành khảo nghiệm. Nhìn thấy cậu xuất hiện, đám người từng có thù oán lập tức lao lên tấn công. Thạch Hạo rút kiếm đánh lui từng người, dạy cho bọn chúng biết thế nào mới là cường giả chân chính. Sau khi đánh lui toàn bộ người ở đây, cậu lập tức được mời vào pháp trận khiêu chiến. Tiến vào trong, cậu đứng ngay trên một cái đồ án trận pháp. Cảnh giới lập tức bị áp chế. Xem ra muốn đột phá trận pháp áp chế này chỉ có thể dựa vào sức mạnh cực cảnh. Một tia sét đánh xuống, Thạch Hạo trực tiếp dùng tay không ngạnh kháng, sau đó liên tục lặng lách né tránh. Sau đó sử dụng ra vô số bảo vật đánh tan cỗ sấm sét trên bầu trời. Kế tiếp là ngừng tụ sức mạnh rồi lao nhanh xuống bên dưới, đánh nát cái trận pháp áp chế. Tới đây thì cũng giành được chiến thắng, có thể mượn thông thiên chi lộ bước lên thượng giới. Sau lời tuyên bố đó, một cái cầu thang xuất hiện ngay trước mặt. Thạch Hạo chậm rãi bước lên cầu thang, hướng về cuối con đường. Sau khi đi lên đỉnh, vài nữ tử xinh đẹp đột nhiên xuất hiện nhảy múa. Cùng với điệu múa uyển chuyển, một cái trận pháp nhanh chóng hiện ra. Như vậy xem ra lời đồn là thật, nơi này thực sự có một tòa truyền tống trận hoàn chỉnh. Thạch Hạo nhanh chóng tiến lên phía trước. Vậy nhưng điều mà cậu không ngờ được, đó là mục đích của kẻ tạo ra cái trận pháp này lại muốn những người khiêu chiến trở thành tọa kỵ của đám người thượng giới. Thạch Hạo nghe những lời này liền tức giận. Bọn họ liều sống liều chết khiêu chiến. Vậy nhưng, thứ giành được lại là một cơ hội bị người khác xem như trâu ngựa. Lời vừa được thốt ra, các mỹ nhân đang nhảy múa lập tức thay đổi bộ dạng rồi lao lên tấn công. Cậu sử dụng tay chân đánh trực diện với đám người này. Tuy liên tục bị đẩy lùi, vậy nhưng bọn họ lại không có dấu hiệu dừng lại. Thạch Hạo vừa đánh vừa mỉa mai, những cái gọi là đạo thống bất diệt kia đúng là khinh người quá đáng. Chỉ cần có thái độ không tốt, liền lập tức bị họ tiêu diệt. Cho nên hôm nay, cậu phải thay hạ giới phá mối cạm bẫy này. Cậu bộc phát lực lượng, điên cuồng phá tan trận pháp, giờ không thèm dùng nó để đi lên thượng giới nữa. Quay trở lại Tam Sinh Sơn, cậu lại tiếp tục lục lọi sách vở bí mật của các đại giáo để tìm kiếm con đường khác. Từng là hết hy vọng rồi, vậy nhưng ai ngờ lại phát hiện ra bí mật. Từ pháp trận căn cơ của Bổ Thiên Giáo thì còn có con đường khác bí mật đi lên thượng giới. Bí mật đó là gì thì tạm thời chưa biết. Thêm vài ngày đọc sách tìm hiểu, cậu mới nhận ra thiếu sót. Nguyệt Thiền chắc chắn không thể đi bằng thông thiên lộ của Bổ Thiên Giáo.
Vậy nhường làm như thế nào mà nàng ta lên thượng giới được? Số lượng sách quá nhiều, Thạch Hạo phải phân ra một cái linh thần để nói trợ giúp tìm kiếm tài liệu. Phát hiện ra có một trận pháp thần bí làm rối loạn thời không, người tiến vào trận đều có đi mà không có về. Có vẻ giống như là trận pháp truyền tống thông tới thượng giới. Nội dung tập phim đến đây là hết rồi, các bạn hãy đón xem tập tiếp theo để biết rõ thông tin chi tiết hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!